Nằm ở vị trí giáp danh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Bảo tàng Phyto Museum hay còn gọi là Bảo tàng Dược học cổ truyền Việt Nam thuộc khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cổ kính hiện ra giữa sự nhộn nhịp của phố thị. Với kiến trúc cổ cùng với sự phòng trưng bày các vị thuốc dân gian, bảo tàng đã góp phần viết tiếp chuyện về nghề y của người Việt xưa. Theo lời giới thiệu, bảo tàng được xây dựng trong vòng 20 năm là một quần thể rộng hơn 2.000 m², gồm các tòa nhà kiến trúc theo phong cách truyền thống Việt Nam. Bảo tàng đưa vào sử dụng năm 2016 với quy mô 14 phòng được phân theo từng chủ đề riêng biệt. Độc đáo hơn, nơi đây còn lưu giữ lại những bức tranh cẩn xà mô tả về y học cổ truyền trong cuộc sống cộng đồng người Việt với phố Thuốc Bắc, chợ Bến Thành, kinh thành Huế và Hồ Gươm đã được ghi vào Guinness Việt Nam. Những bức tranh về nghề y dược được đặt trang trọng trong bảo tàng giúp cho những câu chuyện về nghề y trở nên cụ thể, sinh động và rõ ràng hơn cho người xem. Ở bảo tàng có trưng bày về một bộ sưu tập ngoài lớn nhất Việt Nam về 1.000 bức tranh vẽ tay về 1.000 loại thuốc ở Việt Nam do các nghệ nhân họ đã vẽ trong vòng 6 năm. Nhà bảo tàng dược học cổ truyền Việt Nam là một quần thể kiến trúc 2.000 m² được đặt tại vùng Ninh Bình Dương. Ở đây thì lưu giữ lại những cái phương thuốc làm phương thức truyền thống của người Việt Nam ngày xưa, mang cái phong cách của người Việt Nam. Bảo tàng gồm có 14 phòng trưng bày với những nội dung chủ yếu là về dược học cổ truyền Việt Nam.